So, Trần Đạt, xin chào tất cả quý anh em à, quay trở lại với anh em một combo nha anh em ơi bữa anh em đặt combo này quá 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 nhiều luôn thì mình sẽ tiếp tục lên cái combo này cho anh em để anh em chúng ta đã chơi thì chơi lớn với anh em luôn Đấy, một combo như thế này mức giá của nó là 170.000 tại sao lại rẻ như vậy với mức giá gốc là bao nhiêu anh em biết không ạ mức giá gốc là 340.000 nha thì uh, chương trình sell off giảm 50% cho anh em vẫn đang diễn ra nha anh em ơi thì với cái mức giá này thì mình tin chắc chắn là những anh em nào mà chúng ta đang có nhu cầu thì anh em nhìn một phát là anh em ưng ngay và anh em sẽ chốt ngay ít nhất là một bộ nha từ hôm bữa giờ đạt bán là được vài trăm bộ rồi đấy thì thực sự là cái số lượng thì mình không có 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 có, có nhất định với anh em cho nên là anh em là muốn mua nhiều thì mua tùy anh em thôi đấy chương trình vẫn đang diễn ra nha thì đây một hộp bốn thắng tồn kho đây nha anh em nha hộp bốn thắng rainbow của SGI đây cái hộp bố thắng này là nó từ đến từ Indonesia nha anh em nha Đây nó dành cho là Honda Chia này Nhưng mà thực ra thì anh em chúng ta hoàn toàn có thể gắn được cho những cái xe khác Ví dụ như là Rimway là anh em gắn được hết á Bán trước bán sau thoải mái Đây đây là cái hộp của nó nha Thì một bộ như thế này nó gồm có hai bánh nha anh em nha Đây này mã chính hãng này Anh em thấy chưa yên tâm luôn Đấy rồi đây là cái đát của nó này em nhìn đát này Đát của nó là hàng tồn kho nha anh em nha Đến từ năm 2012 nha đó, năm 2012 luôn là nó hơn 10 năm rồi, nay 2023 rồi. Thì đây cái bố thắng này là tồn kho nha anh em. Rất là xịn. Thì uh, mức giá mình đang bán là 180 000 một hộp nha anh em nha. Hộp một hộp thì gồm hai bánh, bánh trước và bánh sau gồm hai cặp. Đấy thì mức giá 180 là cũng rất là tốt cho anh em luôn. Thì anh em tôi có thể mua về anh em uh, để dành, anh em gắn trước một bánh, một bánh ví dụ nó chưa mòn thì anh em để dành. Còn nếu như mòn hết hai bánh thì anh em thay hai bánh hoặc là nhà anh em có hai xe, mỗi xe anh em thay một bánh cũng được. Đấy, một hộp là mức giá chỉ 180 000 thôi, mình vẫn cam kết là mức giá rẻ nhất thị trường luôn. Tuy nhiên, trong cái video này anh em mua bây giờ nó hàng với anh em luôn. Một bộ này là 180. Một bộ cao su đồng. Cao su đồng này anh em có thể thay quay thoải mái luôn nha. quay RS đều được. Em ơi, mở cho anh một bộ cái. Đây, mình sẽ khu cho anh em một bộ luôn nha. Đây, giao đây. Đây, khu cho anh một bộ đây. Đây, đây anh em ha. Thì mình sẽ mở cho anh em coi một bộ này đó, Bao anh em luôn Đúng hàng chuẩn cho anh em nha Honda Việt Nam nha anh em Đó cái này Honda Việt Nam nhưng mà chuẩn hàng Honda Cho nên là anh em nhìn phát anh em mê ngay Đây Đây này đây này, này. Có bao bì này Cao su giảm chấn nha Rồi đây Đây này anh em thấy không Thứ nhất là mã mộc của nó này anh Em nhìn này mã này Đấy, đầy đủ mã cho anh em nha đó mã mộc là đầy đủ cho anh em thứ hai để anh em nhìn thấy không cao su này là nó có luôn một cái cái chân gài nè đó, hàng xịn nó mới có nha anh em nha, hàng dở mà anh em kiếm nó không bao giờ có đâu. Ok chưa? Đó, thì một bộ như thế này, bên mình đang bán với mức giá là 80 000 nha. 80 000 một bộ này. Cao su này nó thấy cực đẹp luôn. Đấy, này. Thấy không? Cao su cực đẹp luôn nha. Đó, mã mộc đầy đủ cho anh em này. Thì tính ra là mỗi người chúng ta mua là 170 000 nghìn là mức giá giảm rất là sâu luôn. Và đây, một cặp ba tháng thái nha. Ba tháng thái này anh em nhìn cái màu của nó này, màu sắc của nó này. Đây ánh xanh rất đẹp nha, ánh xanh ánh tím này cực đẹp luôn. Đó, anh thấy không? Đấy, cái này là mình quay trực tiếp cho anh em nha Không hề có cắt ghép chỉnh sửa hết nha anh em nha Màu sao mình để ý như vậy luôn Đấy, đây Em nhìn cái màu của nó này, đẹp nha Một cặp nó gồm bánh trước và bánh sau này anh em Đây, một cặp nó như thế này Đầy đủ đai ốc cho anh em luôn Đầy đủ đai ốc cho anh em luôn nha Đó Thì cái mức giá của nó bên mình, mình đang bán là 80.000 một đôi 80.000 một đôi cho một đôi như thế này Anh em có thể tham khảo cái clip trước đạt vẫn bán 80.000 nha Thì trong cái chương trình giảm giá của mình Ngày hôm nay thì anh em mua một hộp 4 tháng là 180 Một bộ cao su giảm chấn Bắn đùm sau là một là 80 nghìn nữa là 260 nghìn 260 nghìn với lại Một cặp 3 tháng này Cái này anh em có thể gắn cho Dreamway đều được hết nha Dreamway RS đều được luôn Thắng đùm là gắn được hết Cái này là xe Dreamway là gắn được luôn cái này xe Dreamway cũng gắn được luôn cho nên là nói chung anh em đi Dreamway để đều mua combo này được hết ha à, Rất là tiện lợi cho anh em luôn thì một cặp này là 80.000 nữa là nãy là 206 206 với lại 80.000 là 340.000 Đấy 340.000 Thì nếu anh em mua bình thường mức giá sẽ là 304 Trong chương trình khuyến mãi ngày hôm nay Anh em mua mức giá nó chỉ còn lại là 170.000 thôi Có nghĩa là sao ạ à? Là sell off cho anh em 50% luôn Sell off cho anh em một nửa giá luôn Giảm một nửa giá cho anh em cho nên là anh em nào chúng ta có nhu cầu chăn thủ chăn thủ giúp đạt mua đặt ngay nha anh em nhá đấy tại vì cái mức giá này là quá hot quá hot ở thị trường hiện nay rồi mình bao cho anh em luôn chỗ nào bán rẻ hơn đạt đạt sẽ mua hết lại cho anh em luôn cho nên là anh em nào chúng ta đang có nhu cầu cần nhập cần mua về để thay thế cho xe nhà thay thế cho khách mua giá sỉ về mua sỉ nhiều về để uh, để ở cửa hàng để thay cho khách thì có thể quan tâm có thể liên hệ với shop mình để Sở hữu ngay cái combo này nha anh em nha Đây bố thắng này là bố thắng tồn kho Đây đát là 2012 nha anh em Đát là 2012 cho anh em luôn Đó cho nên là anh em yên tâm nha Đúng hàng đúng mãi cho anh em Đấy thì anh em là chúng ta có nhu cầu thì liên hệ với Đạt Mình bao anh em luôn hàng sell off giá rẻ Nhưng chất lượng không hề rẻ nha anh em nha Chất lượng là chất lượng cao Chất lượng cực là ok cho anh em luôn Đấy này là Honda Việt Nam Cái này là họ Indonesia Và cái này là hàng Thái Đấy thì anh em là chúng ta có nhu cầu mua món nào có thể liên hệ với shop của mình nha Đặc biệt combo này Giảm giá 50% cho anh em từ 340.000 còn lại 170.000 Cho nên anh em có cần thì liên hệ sớm với shop nha Xin cảm ơn quý anh em rất là nhiều